Các bạn đừng nên làm khô quá. Khô quá thì lại giống như ruốc, thì ăn thì nó còn hết chất. Cay, ngọt ngọt, rất là thơm các bạn ơi. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món bò khô xé cay làm bằng chảo nha. Đây là thịt bò thăn nhá. Đường này, hạt lêm này, ngũ vị hương, bột ớt và hạt tiêu. Đây là sả, ớt tươi và tỏi, gừng. Ở đây là dầu điều nhá. Tôi sẽ bắt đầu đi thái cái thứ thịt này, nó rất là ngon. Đấy, làm bằng chảo thì các bạn thái nó không lên dày quá. Đấy, bây giờ là tôi sẽ cho vào bát đây để tôi sẽ ướp các gia vị vào đây. Cái sả này nha, các bạn nhớ là ta phải dã nhuyễn nó ra. Bây giờ tôi sẽ làm một ít gừng. Bây giờ tôi sẽ đập tỏi. Bây giờ các bạn nên cho ớt nha. Vì có cả ớt bột rồi cho nên là các bạn cho ớt quả thì 4 quả thôi. Bây giờ tôi sẽ cho vào cối thì dã. Cái gừng với cả cái sả này tôi dã trước. Cái tỏi với cái ớt tôi dã sau. Thái vụn ra xong các bạn cho vào thì dã nó nhanh lắm. Bây giờ tôi cho tỏi với cả ớt vào tôi dã lẫn vào. Đấy, nó rất là nhuyễn rồi các bạn ơi. Tôi cho trực tiếp vào cái bát thịt bò này. Đấy, bây giờ tôi cho cái dầu điều vào này. Đấy, các bạn cho một chút dầu điều vào. Đấy, đây là ngũ vị hương này. Đấy, các bạn cho một chút hạt lêm vào này. Chỉ một thìa đường đấy nhá, không nên cho nhiều quá. Tôi sẽ cho một thìa ớt bột. Các bạn thì cho vào khoảng lửa thìa hạt tiêu. Các bạn hãy nhớ là tôi trộn đều lên. Trộn đều lên xong các bạn nhớ là phải để ướp tối thiểu phải có 4-5 tiếng. Còn các bạn nào có thời gian ướp nó càng lâu thì nó ngon, nó phải vào khoảng 6-7 tiếng đấy các bạn. Bây giờ là tôi để ướp nhá. Đấy, các bạn nhớ đấy. Đây các bạn ơi, tôi ướp được 5 tiếng rồi. Bây giờ tôi sẽ mở ra nhá. Đấy. Ôi trời, chà chà, ướp rất là ngon các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ cho lên chảo. Các bạn nhớ là các bạn dùng cái chảo chống dính này là rất là hợp lý. Rất thuận lợi. Đó. Cho vào chảo các bạn đun vào nhỏ lửa nhá, nhưng mà làm sao để cho nó khô. Đấy, xong các bạn này lật lên lật xuống. Đây các bạn ơi, tôi đã đun nó khô khô rồi. Bây giờ tôi sẽ cho ra để đập dập xong tôi xé sợi. Đây, bây giờ các bạn lại cho lên trên này. Đó. Tôi cho lên thớt để tôi đập xong rồi tôi cho vào đây để tôi xé. Các bạn ơi, xong rồi, bây giờ tôi xé. Đấy. Tôi lại tiếp tục cho lên sấy khô nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, làm cái này thì nó có hơi cầu kỳ một chút. Thế nhưng mà mình làm này vừa đảm bảo vệ sinh này,
vừa là coi như thế nó an toàn về thực phẩm này, mà hàng là hàng thật luôn. Đấy. Đây là các bạn đảo này cho nó khô lên là coi như thế là dùng rất là ngon, ngon tuyệt đấy. Bạn nào có cái nồi chiên không dầu ấy thì các bạn cho vào thì làm nó nhanh hơn. Còn bởi vì tôi làm cái này thủ công đun nó như thế này là cái lửa của nó là mình phải điều chỉnh lửa làm sao nó phải hợp lý. Đây các bạn ơi, tôi làm lửa nhỏ mà tôi đã đảo được 30 phút rồi này. Nó khô rồi, bây giờ tôi sẽ cho lên đĩa để tôi thưởng thức đây. Các bạn đừng nên làm khô quá, khô quá thì lại giống như ruốc thì ăn thì nó còn hết chất. Đấy nhá, bây giờ tôi sẽ cho lên đĩa. Rồi. Các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món bò khô xé cay làm bằng chảo. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức. Hôm nay tôi thưởng thức với cả một lon bia. Ăn cái món bò khô này mà làm với một lon bia thì ngon lắm. Xin mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Cay, ngọt ngọt, rất là thơm các bạn ơi. Bò khô là các bạn phải làm cay, ăn mới ngon. Các bạn sấy làm sao cho nó hợp lý, đừng nên để cho khô quá. Nếu khô quá nó thành như ruốc ấy, thì ăn mất hết cả chất. Đấy, làm nó không tốn nhiều thời gian đâu, nhưng mà các bạn phải tẩm ướp là cơ bản. Đấy, khi bắt đầu các bạn tẩm ướp rồi mà mang ra các bạn sấy lên thì phải nói rằng nó không có cái gì là lâu. Đấy, thời gian rất là hợp lý, nhưng các bạn làm lấy được, vừa đảm bảo được vệ sinh mà nó lại còn an toàn được thực phẩm. Các bạn mua thịt tươi đấy làm cực kỳ là ngon. Mà coi như thế này, đây các bạn thấy không, đây là thịt bò thực sự, nó lại vừa ngon này, nó thơm này, tươi ngọt này. Đấy là phải nói rằng là tuyệt hảo đấy các bạn ạ. Có lẽ rằng clip tôi tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Chào tạm biệt.